câu hỏi đi dính dáng này. Trong gia đình chỉ có con ăn chay, vậy thì con có nên có hai bộ nồi chảo không? Một bộ để nấu đồ mặn, một bộ kia để nấu đồ chay. Quý vị muốn sắm cũng được, không có sao, nếu có tiền. Có tiền muốn sắm mấy bộ cũng được, nhưng nhớ sắm luôn bộ răng. Một bộ nhai rau và một bộ nhai thịt. Nếu có hai bộ nồi thì phải có hai bộ răng. Không cần thiết phải có hai bộ nồi. Không cần thiết phải có hai bộ nồi. Rửa sạch thì vẫn nấu chay được. Vì chữ chay nghĩa là tinh khiết thôi chứ không có gì hết. Bây giờ mình vô trong nhà hàng mặn á, mình kêu một cái dĩa mì xào chay, rõ ràng ra không có thịt gì hết trơn á, nhưng mà ở trong người ta lấy cây dao cắt thịt, người ta sắc đậu hũ, người ta chiên lên, người ta xào cho mình biết không? Không chừng rồi nó sau này bữa nay đậu hũ nãy ngon ghê. Phút mắt mình thì nó chay thôi chứ. Thật là chấp nhận đi ăn nhà hàng thì đừng bảo là phải 100% thanh khiết. Muốn thanh khiết thì mình ở nhà mình nấu. Nhưng mà thật sự quý vị là những người sống trong gia đình đời thường, cứ bình thường, bữa nào cái nồi đó mình nấu mặn, mà hôm nào mình nấu chay, mình rửa sạch sẽ, mình nấu chay được rồi. Không cần phải nấu hai nồi, ba nồi gì cả. Con niệm Phật trong cầu tiêu có tội không? Thưa đại chúng, là thật sự ra mấy cái này là cái chuyện bình thường, không biết thì hỏi thôi. Nhưng mà mình có 48 pháp niệm Phật. Niệm Phật bất cứ ở đâu. Bởi vì niệm là giác. Niệm Phật là giác, nhưng mà thí dụ mình phải linh động, mình phải biết. Thí dụ mình đang ngồi bằng Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đi vô trong cầu không cần Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không cần. Niệm trong tâm. Mình không hề bỏ niệm Phật, nhưng mình phải biết chỗ nào để niệm lớn và chỗ nào niệm thầm. Ví dụ mình lên máy bay vẫn niệm Phật, nhưng mà cái người ngồi kế bên mình niệm kiểu đó sao được. Có một cái cô đó, cổ hay thích cái bài mà dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Cổ đi vô tiệm nail từ sáng tới tối, cổ cứ lại Quan Âm hoài hết cái bài đó. Cô hát tới hát luôn, hát hoài. Cái con cái anh đến đây, bà tôi nói cho bà nghe này, bà ngồi xuống đây để tôi lại bà trước. Hỏi sao bà không lại tôi? Tôi lại bà để bà khỏi lại Quan Âm nữa, tôi mệt quá. Mình hát nhạc là vui, nhưng mình phải biết chỗ nào hát, mà hát như thế nào. Hát mà không đúng nơi đúng chỗ thì nhiều khi cái bài hát đó hay, nhưng mà nó cũng trở thành ra dở. Có một cái lần đó mấy thầy sống chung phòng với nhau, là có một thầy mới hát cái bài Lòng Mẹ. Hãy cái lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Thầy cứ hát biết cái thầy. Thầy kia không chịu hết, ông nói tôi nghĩ là thầy nên nín đi, thầy hát hoài tôi nghĩ mẹ này mẹ ghẻ. Rồi quý vị thấy là nếu mà mẹ dạt dào mà hát đúng chỗ là trở thành mẹ ghẻ. Nó cũng liên quan tới câu hỏi trong ngày đây. Tụng kinh sử dụng chu mỏ. Cái câu này mà mới trả lời cách đây khoảng chừng một tháng ở tại Cali, ở trên Santana. Tức là mình không cần, nếu mình sử dụng chu mỏ mà người thân mình không thoải mái với tiếng chu mỏ đó thì chúng ta không cần phải sử dụng. Bởi vì thật sự ra pháp khí đây, chu mỏ là một phương tiện để hướng dẫn cho đại chúng tụng kinh đều đặn ăn rập với nhau. Nó chỉ là, nếu nói theo Phật giáo là nhạc cụ, đây là nhạc cụ nghi lễ, cho nên gọi là pháp khí. Những cái khí cụ để ứng dụng trong chùa, mà chùa có cái
chùa mà với điều kiện là chùa mà tụng kinh EA kìa. Chứ nếu mà tụng theo đúng kiểu khất sĩ mà tụng cũng chẳng cần cái mỏ luôn. Ví dụ như các sư ở đây mà tụng kinh đúng khất sĩ á, là không cần xài mỏ. Chùa Như Lai Điện Tử là truyền thống của khất sĩ, hệ phái khất sĩ. Mà đúng hệ phái khất sĩ tụng kinh là không có mỏ, chỉ xài chuông thôi. Tại vì cái cách tụng nó không cần mỏ. Ví dụ khói hương sông thâu mây tầng xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng minh đệ tử tất lòng thành bòn củi. Sao xài mỏ được? Bởi vì khất sĩ tụng vậy đó. Khất sĩ là tụng vậy. Lễ Phật hay là lễ Pháp hay là kinh cung cửu huyền, thành kinh lại cửu huyền thất tổ, ngõ đáp ơn bao bổ sinh thành. Nay con theo Phật tu hành, cửu huyền thất tổ lòng thành chính tri. Âm điệu ta tụng vậy đâu cần sai mó. Như vậy thì tùy theo cái trường phái mà chúng ta đang theo mà xài mỏ. Mà tất cả nghi thức nào cũng xài cái mỏ riêng của mình. Còn cái mỏ bên ngoài cốc 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 đó là tùy theo cái âm điệu. Dù bên Bắc Tông Đại Thừa, bên các chùa Bắc Tông là tụng có EA. Lương xa nhiên pháp giới mong hướng, thì cái tiếng mỏ nó giữ nhịp. Nhưng bây giờ mình tụng ở nhà mình đâu có ai theo mình đâu, nhanh mau gì cũng mình mà cần chi cái mỏ. Thành thử ra cái tiếng mỏ đó là phương tiện, là một dụng cụ nhạc lễ để chúng ta hành trì, để làm cho buổi lễ linh động và nó có âm thanh nó phát ra hay thôi. Muốn tụng mọi mình ở nhà có chung mỏ được, nhưng mà nếu ở một cái hoàn cảnh là không tiện thì khỏi sử dụng, không sao hết. Ví dụ mình niệm Phật, đi kinh hành lần chuỗi, ngồi trước bàn Phật lần chuỗi, đi vào trong nhà cầu khỏi lần chuỗi, tại vì cái tay mình bận làm việc thì mình đâu có xương chuỗi được, thì mình cất cái chuỗi đó đi. Hay là mình sợ nó dính những cái tạp dơ thì mình cất vào trong cái giỏ, trong cái túi gì đi. Nói chung là sự tu hành là nó tùy mình biết mình đang ở hoàn cảnh nào để mình linh động, mà đừng có chấp trước bất cứ một cái hình thức nào. Vì tất cả chỉ là phương tiện hướng dẫn chúng ta tu tập. Và có những khi chúng ta ở một cái hoàn cảnh chúng ta không làm được. Ví dụ mình đi vào trong bệnh viện mà hộ niệm người mất, thì quan trọng là mình trợ niệm thanh tịnh cho người mất được ra đi trong thanh thản. Cho nên giảm thiểu những cái tiếng ồn, chuông mỏ, ồn náo trong bệnh viện cũng không phải là phương pháp. Niệm Phật làm sao để đưa cái sự thanh tịnh đến trợ duyên cho người mất, để họ nhẹ nhàng họ ra đi, làm cho cái tâm thức, tại vì cái người sắp mất cái tâm lý họ rất là bàng hoàng. Họ biết họ sắp mất cho nên sợ hãi và đau đớn. Tâm lý thì sợ hãi. Vì sao? Vì tiền lộ mang mang, vị trí hà vãn, đường trước mịt mờ, không biết phải đi đâu. Còn đối với thân thể thì đau nhức, đau đớn, lo lắng. Mình đang bỏ gia đình mình, bỏ con, bỏ cháu, bỏ chồng, bỏ vợ. Cái tâm lý khổ đau, thân xác đau đớn. Cho nên mình mời ban tụng niệm tới, hay là một hai người tới để khai thị, để trợ duyên là không khuất, và làm cho cái người đó dịu xuống, và họ chấp nhận, và họ thanh thản, họ nhẹ nhàng, họ xả báo thân. Nhà Phật gọi là xả báo thân. Xả nghĩa là chúng ta buông ra, bỏ ra cái thân thể mà chúng ta đang thọ nhận này. Cái thân thể mà đang thọ nhận đây là báo thân.
Cho nên mình hay dùng cái từ là xả báo thân. Cái thân mà chúng ta đang nhận đây, lùn cao, mập ốm, đẹp xấu gì đó, đó là báo thân. Cho nên hàng ngày á, mình phải sử dụng pháp thân để mình nhìn tất cả vật, người, để khi cái giây phút cuối cùng nó đến thì mình sử dụng pháp thân để mình độ báo thân. À, tôi xả báo thân này rồi tôi có thân khác. Tôi buông, tôi mất cái này. Ví dụ như bây giờ mình mất, mình đi đường mình lỡ, mình sơ ý, mình rớt mất 100 đồng. Thì bây giờ cái mà mình phải phát tâm là mong ai đó lượm được, cũng giúp cho họ được giải quyết được một tháng, gọi là cơm nước. Mình mất 100, người khác lượm. Đối với mình là mình cho là xui, mà người khác lượm được là hết. May quá tôi lượm được 100. Mà nếu mà cái người nghèo mà họ lượm được 100 thì giúp cho họ được. Mình nghĩ như vậy cái mình xả được cái tiền đó một cách nhẹ nhàng, mà 100 đồng đó không làm mình khổ nữa. Chứ không thôi chim bao ngủ thấy nó. Trong này có một câu hỏi, có mấy câu hỏi liên quan đến duy thức học. Trước hết là Pháp Hòa nói duy thức học là gì? Duy là duy nhất. Thức là cái nhận thức, học là cái môn học về tâm thức của con người. Nói một cách khác là tâm lý học Phật giáo. Cái môn duy thức đó. Mà cái môn duy thức đó rất là khó học, tại vì mình muốn học nó là mình phải thuộc tên của nó, thuộc từng cái tên gọi thì chúng ta mới có thể nhận diện ra mỗi khi nó sinh khởi. Thì căn bản nhất là chúng ta có ví dụ như là 8 thức, nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức gì đó. Thì cái thức là gì? Là cái nhận biết. Ví dụ như con mắt là cái nhãn căn. Cái hoa này á là sắc cảnh. Con mắt nó có đối tượng của con mắt là cảnh vật bên ngoài. Thì khi con mắt mà nó nhìn cái này á thì cái nhận thức của con mắt nó nói liền hoa hồng. Thì cái nhận thức có hoa hồng á chúng ta gọi là nhãn thức. Cái nhận thức của âm thanh chúng ta gọi là nhĩ thức. Cái nhận thức của mùi chúng ta gọi là tỷ thức. Nhận thức của cái lưỡi nếm chúng ta gọi là tỷ thức. À, thiệt thức. Của lỗ mũi là tỷ thức. Lỗ tai là nhĩ thức. Vân vân. Gọi là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Cái nhận thức của nó. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh đó nói về cái đó. Thì bây giờ ở đây nè, khi mà chúng ta biết được cái thức, nghĩa là cái nhận biết, thì khi mà cái gì nó đến cho mình gọi đúng cái tên đó, gọi là tâm lý học mà. Học về những cái tâm thức biến dạng như vậy. Thì trong này mới hỏi là khi ngủ say, tiền ngủ thức và ý thức không làm việc, chỉ có mạt na thức và tàn thức vẫn làm việc. Vậy khi chiêm bao ý thức có đóng vai trò trên sự hiện hành của cảnh chiêm bao hay không? Rồi cuối cùng hỏi xong cái thọng câu: con hỏi cho biết thôi, chứ việc này không giúp ích gì cho việc tu tập của con. Thưa đại chúng, là thật sự là nếu mình học, có chứ, nó có liên hệ tới sự tu tập, để chúng ta nhận thức từng cái, để chúng ta không có bị nó lôi kéo mà cái gì chúng ta nhận biết nó. Ví dụ như bây giờ mình đang ghiền thuốc thì mình gọi đúng cái tên ghiền thuốc. Tôi đang ghiền thuốc, đó là chánh niệm soi vào cái ghiền thuốc của mình. Xong rồi mình nói cái chánh niệm nó soi sâu hơn nữa, thôi ráng chuyển hóa ghiền thuốc để cái phổi mình nó được yên.
Còn nếu mà nói tôi đang ghiền thuốc, tai tôi móc điếu thuốc và tôi đưa vào miệng làm một ngao, tôi có chánh niệm là thấy hút thuốc, biết hút thuốc nè. Tại vì chánh niệm nói là ăn biết ăn, nói biết nói, nhưng mà chánh niệm ở đó là một cái phần đầu. Nhưng phần sau là anh biết như vậy, nhưng mà cái kế đến là anh, nếu anh tiếp tục anh sống với nó thì chuyện gì sẽ xảy ra. Anh biết gây gỗ là sai, bởi vậy anh mới gọi là gây lộn. Anh biết nó lộn mà anh vẫn gây, thì bắt đầu mới chuyển từ gây lộn qua đánh lộn. Cho nên rồi cuối cùng á, mình sống trong cái vô minh mà không sống bằng cái biết. Biết thôi chưa đủ. Cho nên mình biết á, gây gỗ là phiền não, thì tại sao mình không tập vừa khởi lên muốn gây thì mình lui ra ngoài đi, đừng lãng vãng ở cái khu vực mà mình đang bực bội về người đó, để làm cho sự việc nó dịu xuống, để tránh đi những tiếng rầy rà cãi vã vô ích. Mà nhất là chúng ta đang ở trong môi trường tu tập, hay là bây giờ mình biết là gia đình mình, con cái nó rất cần sự yên tĩnh hạnh phúc của gia đình, vợ ráng nhịn chồng. Thật sự mà nói, nhịn có gì lỗ đâu. Chồng mình nhịn thì phải thôi, vợ mình nhịn thì phải thôi. Giống như mình từng tuyên bố mà, tôi sợ vợ tôi có gì tội. Ta mình hiểu được cái chỗ đó thì nó vượt qua được những cái khúc mắc. Bây giờ Pháp Hòa nói cái thức là vậy. Tức là khi mà chúng ta nhận biết, cho nên cái gì nó cũng có lợi cho sự tu tập. Ăn thua là mình hỏi bằng cái tâm thức nào. Ngay khi mình đặt câu hỏi thì cái mình phải biết rằng mình đặt câu hỏi này bằng cái tâm thức là mình muốn hiểu hay mình muốn bắt bí, hay là mình muốn đấu giáo lý. Cái đó nó khác nữa. Kính bạch thầy, duy thức học có đề cập đến độc cảnh, độc ảnh cảnh. Một trong ba cảnh là tánh cảnh, đới chất cảnh và độc ảnh cảnh. Cảnh trong chiêm bao có thể dụ cho độc ảnh cảnh hay không? À, quý vị ngồi dưới là không biết có là đang đọc cái gì đâu. Phải vậy không? Never hear. Nhưng mà thì Thánh Hoàng mới nói là nếu như mà mình không hiểu được cái này thì mình đọc mà không biết nói gì hết trơn. Vì duy thức học, mấy cái câu này đây Pháp Hoàng gom lại đã 3-4 câu này nó liên hệ. Đây là cái nhận biết mọi sự vật của chúng ta. Pháp Hoàng ví dụ như vậy nè, cái hoa hồng này nè, nó có cái tánh cảnh của nó. Tánh cảnh là bản chất chân thật của hoa hồng, mình không nói được. Nhưng mà bây giờ mình nhìn cái hoa hồng chứ mình liên đới, mình nghĩ tới cái khác. À, hoa hồng này nhìn giống một hoa bồng gà. Cái đó gọi là gì? Đới chất. Tức là mình nhìn cái này, mình lấy cái kia, mình liên hệ tới để mình nhìn. Nhưng mà thật sự mình nói, mình chưa nói được cái bản chất của hoa hồng. Cái hoa hồng như là hoa hồng là chân như là tánh cảnh. Ở đây muốn hỏi là đới chất cảnh là gì? Đới chất tức là cái liên hệ. Mình nhìn, ví dụ mình tưởng tượng. Ví dụ như nhà thơ Hàn Mạc Tử, ông có câu thơ là làm sao giết được người trong mộng. Vì người trong mộng nó giống như người thật. Người thật á là tánh cảnh, còn người trong mộng là do mình gì? Tưởng tượng, đới chất. Rồi khi mình tưởng tượng ra thì con người đó là độc ảnh cảnh của mình. Cho nên chim bao á là độc ảnh cảnh, vì nó đơn độc một mình mà nó chỉ là ảo ảnh tưởng tượng. Ví dụ như chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Mình tưởng tượng một con người đó đẹp thì con người trong cái sự tưởng tượng mình đó là gì? Là độc ảnh cảnh.
Nhưng mà khi mình đối diện với người đó, tá quả tâm tinh, cứng đờ cứng ngắc, không diễn tả được gì hết, không nói được là tánh cảnh. Bởi vì tánh cảnh đó mình không có nói được. Rồi trời ơi, sao nhìn giống giống gì đó, lùn lùn giống ai đó. Mình nói được cái đới chất độc cảnh, mình nhận diện mọi thứ bằng đới chất và độc ảnh, mà mình không nói được cái chân thật của cảnh đó. Như thức học á, cho nên trong chiêm bao á, mình chiêm bao mình nằm mình thấy gì gì đó toàn là độc ảnh cảnh. Ví dụ như mình thấy mình là tiên, mình thấy mình là hoàng thượng, nhưng mà khi tỉnh giấc chiêm bao thì tánh cảnh nè. Tức là mình vẫn là một cái người nghèo, nhưng mà chiêm bao mình thấy mình trúng số. Thì chiêm bao cái hình ảnh của ông nhà giàu trúng số là độc ảnh cảnh. Thí dụ như bây giờ mình đi qua, bây giờ Pháp Hoàng ví dụ các quý vị nhắm mắt lại, quý vị tưởng tượng cái tháp Eiffel của bên Pháp. Thì cái tháp Eiffel nó là cái gì? Độc ảnh cảnh. Và khi quý vị đứng trước cái tháp Eiffel đó, thì quý vị chỉ nói nó giống cái gì chứ mình không nói được hết bản chất của cái tháp đó. Và có khi mình nói cho người khác nghe, ví dụ cái mình đem hình ảnh khác mình nói vô để nó có cái liên đới, ta tạm thời ta tưởng tượng. Có nhiều Phật tử hỏi Pháp Hoài chứ thầy ở đâu, nói giờ ép lên tên chồng con chưa bao giờ biết à. Hỏi giờ thầy gần gần đâu, nói nghe thử để con có khái niệm đó. Bây giờ ở Vancouver, Vancouver. Thầy mấy có bao gần thầy không? Dạ gần, 12 tiếng lái xe. Nhưng bây giờ không nói như vậy thì quý vị không có cái hình ảnh đó ở bé phía nào của Canada. Thì phải lấy cái thành phố Vancouver. Hỏi Vancouver gần gì? Gần Seattle. À con biết rồi, vậy nó phía đó đó. Vậy thì quý vị không nói được em Edmonton. Nhưng mà lấy Vancouver, lấy Seattle, không có để làm cái đối chất để mình nhận em Edmonton. Nhưng mà đứng trước cái minh tinh thì cũng không nói được gì ở minh tinh cả. Rồi bây giờ cái tưởng tượng chưa tới minh tinh, nhưng mà tưởng tượng nghe nói chỗ đó hẻo lắm, thế này thế kia, đọc ảnh thôi. Nhưng mà khi bay qua tận cái minh tinh thì nhìn biết vậy thôi chứ nói gì cũng được. Tại sao có cái gì đây bạn? Cho nên mình tu á, mình chưa nói được cái, mình chưa nói được cái chân như của các pháp đâu. Mình chỉ nói cái giống giống cái na ná và cái tưởng tượng của mình thôi. Quý vị hiểu được chỗ đó ha? Thật sự ra thì bây giờ ví dụ như mình tưởng tượng cái gì, à cái này Di Thức học là đọc ảnh cảnh nè. Đọc là đơn độc, tưởng tượng một mình. Có nhiều Phật tử chưa bao giờ gặp Pháp Hoàng, nhưng mà nhìn vô trong cái tivi á, cái YouTube đó, thấy ngồi vậy cái tưởng cao lắm. Rồi nhìn trong kia thấy là như mình già hơn ngoài. Đi đâu cũng nói trời ơi thì trẻ hơn trong phim nhiều lắm nha. Thì cái mà quý vị đang gặp trước mặt đây là tánh cảnh. Còn cái quý vị mới nói ô thầy giống thầy này giống thầy kia là đới chất. Mà cái mình tưởng tượng là ông thầy đẹp mập, ông to, ông cao gì đó là gì? Độc ảnh. Thì khi mà mình nói ra được những cái đó, đó là để mình kêu gọi đúng cái tên đó. Để rồi mình đừng, mình biết từng cái tên, cái tâm tư của mình nó đi từng chặng như vậy. Quý vị thấy là khi mình yêu một cái người nào đó quấn quýt không? Thấy người đó là tim đập thình thịch, nôn nao, mới gặp uống cà phê tức thì đó về nhà gọi tiếng, hỏi sao gọi hoài vậy, muốn nghe tiếng quá. Nhưng mà tao hết thương rồi thì sao, thấy số phone không thể bắt, sợ quá trời. Cho nên mà mỗi khi mà những cái tâm tiến hành đó là mình biết có tên gì mình gọi. Trong
duy thức học, năng và sở không rời nhau. Có năng là có sở là có năng. Đấy, quý vị hiểu gì không? Em cũng có hiểu gì đâu. Năng là mình, phải không? Hay là năng là cũng năng? Mình hay đọc cái năng lễ sở lễ. Mình là người năng. Cái gì nó đối tượng của mình gọi là sở. Ví dụ như mình là người năng yêu, tức là mình là người yêu đó. Nhưng mà yêu thì phải có đối tượng của yêu. Yêu người đó, yêu cô đó, yêu anh đó, yêu bác, yêu chị, yêu tổ quốc, yêu đồng bào gì đó. Thì mình là người năng yêu, và một đối tượng của tình yêu mình là sở yêu. Vậy thì trong cuộc sống này lúc nào năng sở cũng tương dung. Giống như mình lại Phật, năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Con là người lễ, Phật là người bị con lễ. Cho nên cái bản kinh đó tiếng Anh dịch rất là hay, dịch rất là rõ. The one who bow and the one we are going bow to. Con là người lạy và Phật là người được con lạy. Ví dụ như quý vị là năng nghe, Pháp Hòa là sở nghe. Tại vì Pháp Hòa là đối tượng đang nói để quý vị nghe. Vì trong cuộc sống này lúc nào cũng có năng có sở. Thì câu hỏi trong này là, nếu nói rằng năng và sở là một thì sai, mà nếu nói hai là trật. Nếu hiểu lý này có giúp mình thâm hiểu chúng sanh không? Dạ có. Tại vì nếu mình nói hai cũng đúng, mà nói một cũng được. Mà nói làm sao? Nó tương dung với nhau. Không, mà ví dụ vậy nè. Bây giờ cái hoa này á, mình thấy rằng trong cái hoa hồng này nó có rác, bởi vì nhờ phân bón mới có hoa hồng. Thì trong khi nó tươi như vậy, mình nhìn hoa hồng mình vẫn thấy được. Nếu mà nói là trong hoa hồng này không có nắng, không đúng. Tại nhờ có nắng mới có hoa hồng. Nhưng mà không đợi phải nắng hiện hữu mới gọi là nắng, mình thấy được bản chất của nó. Vậy thì trong mình với chúng sanh cũng vậy, mình cũng có cái chất đó hết, nhưng mà chưa đủ duyên thì nó chưa hiện khởi thôi. Phong Hòa nói ví dụ như vậy nè. Chúng ta có cái tánh ghen không? Có không? Có. Nhưng mà tại vì chưa có đủ chuyện gì để mình ghen, cho nên cái máu ghen nóng lên. Cho nên là hoạn thơ cũng mình, mà Thúy Kiều cũng mình, Kim Trọng cũng mình, Sở Khanh cũng mình. Tới tại vì trong mình nó đều có bản chất đó. Ngộ Không cũng mình, mà Bát Giới cũng mình, mà Sa Tăng cũng mình. Vì Ngộ Không là sân, Bát Giới là tham. Gì đó, Bát Giới là tham mà Ngộ Tịnh là si. Ba con người đó là tượng trưng cho tham sân si. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu tập thì chúng ta chuyển cái sân đó thành ra giới. Cái tham là thành ra giới định tuệ. Cho nên tham sân si có giới định tuệ. Ba con người đó không rời khỏi mình. Cho nên ba người đó làm đệ tử của Huyền Trang. Ngài Huyền Trang là mình, một con người bình thường. Nhưng mà trong con người bình thường này có ba anh đó đó, có tham, có sân, có si. Nhưng mà ba anh đó chỉ cần có giới, có định, có tuệ thì chuyển. Cho nên á, Tôn Ngộ Không thông minh tài trí, nhưng mà nóng nảy, gọi là sân.
giờ muốn bớt cái tánh nóng nảy đó, lấy giới, cho nên lấy cái dòng kim cô chồng lên đầu ảnh. Ảnh không nghe lời, đọc chú chảnh nhức đầu ảnh nghe lời. Cái dòng đó là giới, nhờ giới kiểm sân. Anh Ngộ Năng. Còn anh Sa Tăng mới ngộ tịnh. Ngộ Năng tượng trưng như một con người tham, cho nên hình ảnh của con heo. Tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham danh. Mình có đủ không? Đó. Bây giờ muốn chuyển ảnh bớt cái giảm cái tham đó, giữ giới. Cho nên cho ảnh thọ tám giới, cho nên có biệt danh là bát giới. Còn cái anh Si á, là ngộ tịnh. Ảnh ít nói nhất trong ba thầy trò, bốn thầy trò. Ảnh cứ lầm lầm lì lì, ảnh gánh, ảnh vác. Thầy Si đó, Si đó đâu có nói, nó lầm lầm lì lì. Cho nên á, ba người đệ tử đó ở là đệ tử của Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang là một con người bình thường giống mình. Ở trong con người đó có ba chất đó. Vậy trong con người mình có ba chất tham sân si. Nhờ tu cho nên có giới, có định, có tuệ chuyển. Cho nên thầy trò cùng nhau đi Tây Phương để thỉnh kinh. Nghĩa là mình đem tham sân si vô chùa tu để nhờ giới định tuệ chuyển cái đó. Cho nên khi mà gặp Phật Tổ Như Lai rồi thì các vị đều được ấn chứng thành Phật hết. Cái ý là chỗ đó. Cho nên mình thâm hiểu chúng sanh, nghĩa là mình cũng có cái đó hết á. Nếu mình tách thì không, ví dụ như là khi mà phiền não mà không có là không còn thì Bồ Đề có mặt. Nhưng mà tách rời nó được. Cho nên ở thế gian này á, ở thế gian này á, thế gian mà hết khổ thì đạo Phật không còn. Ngày nào chúng sanh còn khổ, ngày đó đạo Phật còn có mặt. Tại vì mục đích của đạo Phật là cứu khổ. Mẹ chúng sanh còn khổ thì còn giáo pháp mà để giúp cho giải khổ của chúng ta. Cũng như đạo Phật như thuốc vậy, ngày nào hết bệnh thì cần thuốc, khỏi cần thuốc. Còn bệnh thì phải uống thuốc. Ba con có gửi tiền về Việt Nam mua hòm để cho một số người nghèo mất mà không có khả năng mua hòm để chôn cất. Xin thầy chỉ dạy việc này có nên làm không? Thì người ta chết, người ta cần hòm, mình cho hòm. Mình cho mà đúng cái tiêu chuẩn người ta xài thì tốt chứ có sao đâu. Các vị tu hành có được ăn đồ cúng hay không? Dạ được chứ, bình thường quý vị mang gì quý lên quý vị cũng là cúng thầy mà. Mang cái ghế lên cũng nói con cúng thầy. Lên hát bài nhạc cũng nói con cúng giường thầy. Thì cứ cúng là ăn thôi. Ở đây ý muốn hỏi là đồ cúng linh, cúng vong rồi mình có ăn không? Bình thường cúng thì cứ ăn thôi, chứ có gì đâu ăn không ăn được. Mình đang ở trong dục giới mà Phật dạy mình phải diệt dục. Thế thì lời dạy Phật dạy mình có mâu thuẫn không? Câu này hay đó. Thưa đại chúng, là cõi của chúng ta đang sống là cõi dục. Bản chất của con người là dục. Nhưng mà tại vì mình hiểu cái chữ dục nó hơi méo mó một chút. Chữ dục nghĩa là ham muốn. Phật dạy mình diệt dục không có nghĩa là biểu mình đừng muốn gì nữa hết. Không phải vậy. Mà diệt dục đây là đừng, mình phải diệt cái tham dục chứ không phải là không dục. Ví dụ như nè, đói bụng quá muốn ăn là muốn là còn dục chứ gì. Nhưng mà nó khổ ở cái chỗ cái thứ sau này, cái phía sau này nè, là ăn phải ngon. Mà không ngon là mình không thích. Ví dụ như đói bụng quá mát, có gì ăn không? Ăn mì gói nhưng không dễ thôi hả? Cho là mình cứ hỏi vậy đó. Thật ra diệt dục có nghĩa là diệt cái tham dục chứ không phải là diệt cái nhu cầu bình thường. Cái dục là cái nhu cầu. Cái mình muốn hơn những cái mình có mới là cái tham cầu.
Pháp Hoàng hay ví dụ á, con người chúng ta nếu mà nói là cái nhu cầu cần một đôi giày mình có chưa, cần một cái áo lạnh mình có chưa, thế thì tại sao trong tủ mình vẫn 100 cái áo? Thật sự ra là cái dư đó là cái tham cầu, còn cái nhu cầu là mình đã đủ. Thì nếu chúng ta biết điều tiết cái đó thì chúng ta đỡ khổ. Vậy thôi à. Mà giờ ví dụ mình cãi lời Phật, mình nói con tiền tôi mua chứ mắc gì, thì mình cứ mua chứ có sao. Nhưng mà có cái điều là mình có nhiều khi mình mua vì mình thấy đẹp và rẻ, nhưng mình về nhà mình không có mặc. Bây giờ trong tủ mình bảo đảm ít nhất cũng 5-10 cái áo chưa mặc, chưa đụng tới. Là vì mình chỉ có cái tội, cái lệ là vì thấy rẻ mà mua, mà đôi khi đâu cần thiết tâm. Giấy đi cầu, giấy lau miệng mà nó sao đó, liên mít một người 6 hộp. Mà người nào, người Việt Nam nào đi ra cũng mấy chục hộp đó. Tại vì đi ra xong rồi đi vô, đi vô xong qua quầy khác tính tiền, để cho cái cô tính tiền cô không nhớ mặt. Rồi xong rồi đi qua tiệm khác mua. Thật sự không có tội gì hết á, không có tội gì hết á. Nhưng mà mình nhận ra cái đó, gọi đúng tên á, không có tội gì hết á. Nói vậy có tội sao? Không hề. Phật không, Phật giáo không có phải là để bắt tội mình tùm lum tùm la vậy. Nhưng mà nói từng cái tên gọi để chúng ta biết cái tâm mình đang khởi cái gì mà mình kiềm chế đó. Giận không có tội, nhưng mà giận mà không biết mình giận nói bậy bạ là tội. Chứ còn bản chất con người là phải sân. Nhưng mà giờ tu tập có chánh niệm là sân mà biết mình sân để giảm tiết cái sân. Đâu có ai cấm mình ăn, nhưng mình ăn mà nó quá cái ăn mà không đúng cái tiêu chuẩn sức khỏe của mình thì mình bệnh, mình khổ. Chứ Phật đâu có cấm ăn. Nhưng mà Phật nói nhiều khi mình biết ăn có đó bệnh, nhưng mà tại mình thích quá mình ăn. Đấy, cái chỗ này là Phật mới muốn nhắc mình. Diệt là diệt cái tham cầu chứ không phải là diệt cái nhu cầu. Cái nhu cầu của chúng sanh, con người là phải có. Tại vì chúng ta, bản chất chúng ta đang sống ở trong cái cõi đời, và cái cõi này bản chất là dục. Cho nên không có gì mâu thuẫn nữa. Phật chỉ dạy chúng ta diệt dục là diệt cái tham dục chứ không phải là diệt cái nhu cầu. Xin Thầy chỉ điểm cho con rõ trần và cảnh có giống nhau không? Dạ, trần là họ mà cảnh là tên. Họ trần, tên cảnh. Thưa đại chúng, trần cảnh là một nhưng mà tùy theo. Ví dụ như bây giờ á, quý vị thấy cái cô đó đẹp, thấy vậy thôi, biết đẹp vậy thôi, thì cô đó không bao giờ mình không có thương, không có yêu, không có mê, không có gì hết trơn. Thì cô gái đẹp đó là cảnh. Nhưng mà khi mình yêu cổ rồi, mình đi tìm mọi cách mình làm quen với cổ, mà khi biết cổ đã có gia đình rồi, mình đau khổ, mình thương, mình si, mình mê, thì cô đó là trần. Tất cả mọi hiện tượng mình thấy, nghe, ngửi, nếm, biết hết thì là cảnh. Nhưng mà hễ dính nó thì gọi là trần. Cũng nó thôi. Nhưng mà hễ mê là trần, mà bình thường là cảnh. Được chưa? Rồi. Hết giờ chưa sư? Kính Thầy, chữ hành, thức và thọ trong giáo lý thập nhị nhân duyên có đồng nghĩa với hành, thức, thọ trong ngũ uẩn không? Dạ đồng. Trong ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, trong giáo lý thập nhị nhân duyên cũng có thức, thọ. Thọ là gì? Thọ là tiếp nhận. Tiếng Anh dịch là cái feeling.
Ví dụ như quý vị đang ngồi đây, mà ngồi đây mà mỗi người thọ mỗi cách. Có người thọ lạnh, có người thọ nóng, có người thọ vui, có người thọ khó chịu. Gọi là thọ. Còn thức là nhận thức. Thì trong này mới hỏi là có đồng nghĩa với chư, với chữ hành, thức và thọ trong ngũ uẩn không? Và thập nhị nhân duyên cũng có cái đó. Ngay cái chữ xúc. Chữ xúc là gì? Là tiếp xúc. Thì mình tiếp xúc rồi mình thọ. Ví dụ như đây Pháp Hòa tay Pháp Hòa đang tiếp xúc này. Thì khi cái tay Hòa chạm vô đây tiếp xúc là Pháp Hòa liền thọ liền. Lạnh quá. Tiếp xúc một cái ly này nóng quá. Thì khi mình xúc là mình phải thọ. Thọ xong rồi mình tưởng trời ơi lạnh như người chết. Mà người chết đâu phải đây. Vậy thì người chết đó là theo duy thức học kêu là gì? Đới gì? Đới chất cảnh. Mà hãy mà mình sợ với người chết nó trời lạnh như cục đồng. Mà hãy sợ cục đồng nó trời lạnh như người chết. Khi tụng kinh con thường nghĩ lung tung những chuyện xa xưa hay hiện tại, thường nghĩ đến con làm sao không còn như thế. Cứ tụng riết là hết như thế. Thưa đại chúng, là cái chuyện mình nghĩ lung tung là chuyện bình thường. Tại vì mình, cái tâm của mình là cái tâm chạy nhảy, mà Phật đã xác định là tâm viên ý mạn. Nó lung tung như con khỉ, và nó như con vượng, con khỉ như con ngựa. Cho nên khi mình tụng kinh ngồi thiền, nó vẫn chạy nhảy như thường. Nhưng có cái điều khác hơn là nếu chúng ta không tụng kinh ngồi thiền là nó chạy còn dữ nữa. Nhưng mà nhờ tụng kinh ngồi thiền cho nên nó mới vừa chồm dậy nó đi, cái mình kéo nó lại. Ê, không bác bồi. Còn nếu mà bình thường mà nó nhảy là mình để cho nó chạy đi theo nó. Như là hồi trước có ví dụ rồi, nhờ mình trang nghiêm tụng kinh như vậy đó, cho nên không có lăng xăng được. Chứ còn nếu mà nằm coi phim là ngồi dậy làm rồi đó. Cho nên nhờ lắm. Nhờ tụng á, thì chính vì còn lăng xăng cho nên phương pháp tụng kinh là giúp nó, phương pháp ngồi thiền là giúp nó, phương pháp ngồi niệm Phật là giúp nó. Ở trong nhà thiền người ta còn đưa ra 10 cái hình ảnh. Tâm mình là một con trâu đen kỉnh và đi xa lắm. Mình là một chú mục đồng đang đi tìm tâm, dắt tâm trở về. Gọi là đi tìm trâu, dắt trâu trở về. Rồi chăn nó, xỏ mũi nó, kéo nó về. Nó nhảy kéo. Đến một lúc nào con trâu nó thuần thục, nó nằm yên đó. Chừng đó người mục đồng mới thổi sáo vi vu, tự do không ràng buộc. Cái tâm mình khi nào mình ngồi đâu tâm đó, chừng đó mình mới được quyền gọi là thảnh thơm. Còn không là phải chăn nó xuống thôi. Sáng sáng dắt trâu đi, chiều đến dắt trâu về. Tối tối vẫn chưa yên, ngại trâu lại bứt dây. Có phải không? Sáng đi làm dắt trâu đi, chiều về nhà dắt trâu về. Tối ngồi thiền nó vẫn đi. Tối tối vẫn chưa yên, ngại trâu lại bứt dây. Chú trâu ơi, khi nó thuần là chú trâu ơi, từng ngày qua mình giải dầu mưa nắng, từng ngày qua mình trầm luân gian khổ, từng ngày qua là từng ngày đắng cay, và ngày nay là một ngày thảnh thơi. Con trâu giờ ngoan hiền, trâu không còn chạy nhảy. Khi nào mình ngồi mà mình yên, mình không có bị phóng. Mà thưa đại chúng, là một quá trình. Bởi vì cái tâm, cái thói tập nghiệp của chúng sanh mình là phan duyên. Phan duyên là mình phóng theo cái duyên dữ lắm. Đang ngồi đây im không có cái gì đó là quý vị hướng về Pháp Hòa đó. Mà ở phía sau mà làm cái rầm là quý vị nhìn liền. Thậm chí mà một cái điện thoại ở đâu mà reo là ngó liền.
có ai kỳ vậy, bắt tắt phone. Nhưng mà vừa đó bà nó kỳ ghê, nghe phone mà nguyên phát mà không chịu tắt. Vừa nói xong điện thoại bệnh leo. Rồi bắt đầu bóc ra, ê tắt làm sao vậy bà. Mình là một dạng, mà cái mình là người phan duyên dữ lắm. Ở trong một cái tu viện á, có trong chùa là có cái quy định là mình phơi áo quần là phải phơi chỗ kín đáo và thấp chứ không được phơi cao. Thì bữa nọ có cái quần của ai đó rơi trong một cái lu nước uống. Thì cái vị đó mới bắt gặp cái quần của bắt đầu la lên. Trời ơi ai nè, oai nghi tế hạnh không có nè, học luật mà dày nè, lu này lu nước uống nè, mà nở lòng nào để cái quần nó bay vô đây, rồi mai mốt đây ăn sao đó thì sao. Kiếm người để mà quảng cáo cái quần rớt. Tới hồi nhìn kỹ, ủa quần của tôi. Chừng đó cũng sẽ ngó quanh ngó quất, còn nãy giờ có ai nghe không. Trời ơi hên quá không có ai. Quấn cái quần chạy. Mình khoan duyên khủng hoảng lắm. Nghĩa là hễ đụng duyên nào mà để mình biết xấu, ai là sẵn sàng, sẵn sàng khoan cái duyên đó ra. Được cơ hội mà để biết ai mà không cần hỏi luôn, thậm chí quảng cáo luôn. Muốn biết nhỏ đó hỏi tôi nè. Quảng cáo vậy đó. Thưa Thầy, con không phải là người lớn lên trong Phật Pháp, nhưng kỳ rồi có một người bạn vừa mới qua đời vì bị bệnh ung thư, tuổi còn trẻ, 50 tuổi. Anh có hiện vào trong giấc mơ của con, có chắp tay muốn đi tìm về Phật và hỏi con phải làm gì. Con thật sự không biết, nhưng con có nói là cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chư hầu sẽ tới dẫn lối cho, sau đó thì anh đi. Không biết con làm như vậy thì có giúp được gì cho anh bạn ấy không? Mong Thầy khuyên giải. Thầy không có gì khuyên giải tại anh đã đi rồi. Để tối nay Pháp Hòa kiếm ảnh Pháp Hòa hỏi. Thưa đại chúng, là nói cái chỗ này á, thì để cho chúng ta biết rằng không phải là chúng ta thường bị một cái lầm là mình phải đạo gì, nhưng mà thật sự có một cái đạo mà chúng ta cần có, đó là đạo chân thật, đạo chân tâm. Thấy một người, thí dụ mình không phải là Phật giáo, nhưng mà trong tâm một người nào mà không biết câu Nam Mô Di Đà Phật, có phải không? Ngược lại, mình không phải là Thiên Chúa giáo, nhưng mà mình vẫn biết làm dấu Chúa Ba Ngôn, Nhân Con Cha Thánh Thần. Amen rồi đó. Nghĩa là mình có rồi. Vậy thì trong bản chất của chúng ta, cái chữ Amen đó là gì? Đó là lành thiện. Nếu mình hiểu đơn giản A Di Đà Phật là gì, là lành thiện. Cho nên khi mình thấy một người khổ thì cái câu lành thiện nó đi ra. Vậy thì bản chất này, cuộc sống này, nó cần không phải là cái hiện tượng đạo gì, mà cái lúc đó không phải là đạo giáo nữa, mà ở cái tâm lành của chúng ta chuyển cho người đó. Cho nên mình đi tới một cái đám tang đạo Chúa mà mình không biết đọc gì, mình Nam Mô Di Đà Phật cũng được. Mà ngược lại, anh đó đạo Phật mà mình đến mình gửi cái năng lượng cho anh cũng được, không có sao hết. Tại vì lúc đó chữ nghĩa của đạo giáo chỉ là phương tiện để gửi tấm lòng của mình tới người đó, tâm lành thiện của mình tới người đó. Ai cũng cần ăn mà, ai cũng cần thuốc mà, ai cũng cần tâm niệm lành mà. Cho nên là khi anh đó cần đường đi mà mình nói hãy niệm Nam Mô Di Đà Phật là sẽ có lối. Nghĩa là trong tâm mình cái câu niệm Phật đó là một cái chủng tử lành, chứ không có gì lạ. Trong lúc đi kinh hành
nên có à, con có nên dừng lại trước bàn Phật và lạy Phật rồi tiếp tục đi hay không? Khi con làm như vậy dường như các bạn đồng tu không đồng ý cho lắm, vì đã làm trở ngại bước đi của những người đi đằng sau. Cái câu này là tại vì trong chùa tổ chức đi kinh hành niệm Phật còn vòng chánh điện á. Trong khi mình đi vòng vòng niệm Phật vậy nè, thì đi ngang bằng Phật cái mình dừng lại, mình xoay lên bằng Phật, mình xá cái rồi mình xoay mình đi tiếp. Thì cái câu hỏi là có nên làm như vậy không? Thưa đại chúng là mình không cần. Bởi vì trong khi mình đi thiền, đi kinh hành á, là hồi nãy mình hướng về Phật rồi, vì bây giờ bắt đầu là mình đang hành trì một cái phương pháp đi vòng vòng. Thứ nhất là để đừng quá mỏi chân sau một giờ ngồi lâu. Thứ hai là để dùng bước chân trong niệm Phật. Thì mình đi lại, mình xoay lại á, nó không nói lên được là cái đó là cái cung kính, mà nó không làm cho cái buổi thiền hành lưu thông một cách nhẹ nhàng. Người ta đang đi vậy cái tự nhiên mình xoay là mình xá, mà xá một xá còn đỡ, mình làm ba xá cái người ta dừng lại, phải không? Thành thử ra không cần. Nếu mà nói là hướng Phật thì ngay khi đây là đã hướng rồi, chứ phải phải hướng về cái tượng đó. Bởi vì phương nào mà chẳng có Phật. Hồi nãy mình đang hướng về Phật lệ và chánh điện rồi, thì bây giờ trong khi mình hành trì cái pháp thiền hành đó thì không cần phải sử dụng cái đó. Thật sự có xây lại có tội không, có lỗi không? Không. Nhưng mà ở nguyên tắc để luôn lưu đại chúng thì mình làm hơi trở ngại vậy. Ví dụ như bây giờ mình đi ngang cái chùa Như Lai này này, có tượng Quan Âm với tượng Địa Tạng đứng trước, cái mình thắng là cái két xá, ở sau làm cái râm. Phải sao đậu nửa chân gì? Tôi lại Phật. Ông kêu nó bởi bà lại Phật, tôi mới lại bà nè. Quý vị thấy không? Thật thử ra đâu phải mà đi nghe, mình dừng cái gì lại Phật, chỉ mới kêu là cung kính. Hồi nãy có một Phật tử đặt câu hỏi làm sao để quán, để mà quân bình được cái gọi là đản tánh của chúng sanh. Đản tánh hồi nãy mình nói là Phật nói căn tánh của chúng sanh có một cái là hay buông này bắt kia, tại vì mình ít có chịu khó an trụ, cho nên mình thường tập cho mình cái tâm an trụ. Thí dụ mình ăn thôi, một cái ăn nó rất là đơn giản thôi. Ai mà chưa từng ăn bánh xèo, nhưng mà nó khổ cái mà bữa nào ăn bánh xèo mà không có rau sống là bắt đầu ngồi tụng. Mặc dù mình đã từng có những bữa bánh xèo đầy đủ hương vị, nhưng mà hôm nay bữa bánh xèo mình đổ ra nó thiếu một vị là thiếu cái rau sống thôi. Mình có ăn trụ, mình ăn bánh xèo một cách đơn giản là thiếu rau sống không? Hay là cứ ngồi nó chật phải này mà có rau lá chua ha, rồi rau này rau kia, cải bẹ xanh mà non non, nó ăn nó nồng nồng ha. Mình đã từng ăn biết hết, mà bữa nay chỉ có một bữa ăn thiếu vị mà mình vẫn không an trụ được. Thành nữ ra muốn được tới cái chỗ, đạt tới cái chỗ là cái tâm tánh mình bớt đi lăng xăng đuôn này bắt kia, là mình tập an trụ từng giây phút, từng cái sự việc nó xảy đến trong cuộc sống của chúng ta. Ở bên Canada đó, nó có hai cái tiệm cà phê nổi tiếng, một là Starbucks, hai là Tim Hortons. Mà Starbucks là tiệm của Mỹ du nhập vô Canada, còn Tim Hortons là tiệm của Canada. Nhưng mà Tim Hortons thì nó rẻ hơn Starbucks nhiều, mà dĩ nhiên thì nó không ngon bằng hết. Nhưng mà nếu mà mình ghiền cà phê quá mà uống ly Starbucks đỡ, một ly Tim Hortons đỡ cũng được. Nhưng mà uống một ly Tim Hortons nhưng mà ngồi cứ nhớ Starbucks.
Cho nên cái thói quen của chúng sanh là sống bằng cái thói quen và cái nghiệp đó. Thói quen là ăn vậy rồi mà đổi là không được. Nhưng mà mình có biết rằng có những cái mình đổi mà nó cũng ngon. Quý vị ăn bánh ít trần, xin lỗi, ăn bánh bánh bột lọc trần của người Huế là đúng nguyên tắc là đâu có ăn bánh ăn với nước cốt dừa đâu. Nhưng mà hôm nào quý vị chan nước cốt dừa vô bánh bột lọc trần của Huế, quý vị ăn vẫn ngon như thường, mà không chừng đậm đà hơn. Nếu mình là người thích nước cốt dừa. Những cái người mà ăn xôi mà không có nước cốt dừa thì người ta không thấy nó ngon. Mà người không ăn được thì thấy nó dở, cho nên bản chất dĩa xôi nó không hề ngon dở, khổ vui gì cả. Mà tại vì chúng ta cái nhận thức theo tập nghiệp của mình. Cho nên Đức Phật nhắc, chứ Đức Phật không bắt chúng ta phải tin. Đức Phật chỉ là người nói cho chúng ta biết cái thực chất của mọi sự việc, để rồi chúng ta nhận ra chúng ta sống. Chứ Đức Phật không hề có ý, họ không bao giờ ép buộc ai phải tin cái gì Ngài nói. Mà thậm chí Ngài, nếu mình tin vội, tin vàng, Ngài còn quở đó. Ngài còn nói là quý vị đừng tin những gì dù lời người ta truyền đi, truyền lại nhiều năm, nhiều tháng hay trở thành những sách vở. Thậm chí dù là những lời tôi nói, quý vị cũng đừng vội tin. Mà quý vị phải dùng trí tuệ quán chiếu. Mà trước khi Đức Phật mất á, Ngài còn nói đó, những gì giới luật tôi không nói ra, tôi chưa chế thành giới luật, mà sau này cái xã hội quý vị sống á, mà những luật lệ đó hiện hành mà nó phù hợp á, thì quý vị cũng phải nên theo. Ví dụ như thời Phật, Phật không có cái giới nào gọi là đi xa hơi hết á. Phật không có cái giới là người tu được đi xa hơi không, hay là khi mình đi xa hơi thì mình phải có cái oai nghi của người đi xa hơi như thế nào. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình sống ở một cái xã hội là chiếc xa hơi là cái chiếc phương tiện rất bình thường. Người tu vẫn có thể sử dụng xa hơi để làm phương tiện di đi lại trong cuộc sống hành đạo. Nhưng mà cái thái độ chúng ta sử dụng chiếc xa hơi, ví dụ đi mà mình không có nhường người khác, đi mà bất biết là bản ngừng đèn xanh đèn vàng hoặc thậm chí vượt đèn, thì cái đó phải được ghi thành những cái oai nghi cho người tu. Ví dụ như thời Phật không có máy vi tính, không có internet, thì trong giới luật không hề nhắc chuyện đó. Nhưng mà ngày nay cái chuyện xài internet là chuyện rất bình thường trong xã hội. Nhưng mà người tu phải biết áp dụng tất cả cái giới luật chung trong vấn đề sử dụng vật chất, để chúng ta không bị nó làm khổ mình. Có thì sử dụng, ở một hoàn cảnh nào không có thì chúng ta vẫn nhẹ nhàng được với nó, thì không có gì khổ. Cho nên khổ cũng là bản chất đó, nhưng mà tùy theo cái nhận thức của chúng sanh, để rồi chúng ta là chuyển khổ hay là sống bình an được với cái khổ đó. Đó là câu hỏi thứ nhất, là tại sao Phật nói đời là biển khổ. Còn nếu muốn hỏi là chừng nào hết khổ, đời là một biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Kính thưa Thầy, ngày ăn chay mà có party, ăn party mặn, con ăn mặn để mai ăn chay bù có tội không? Có tội không? Nó có tội gì đâu. Phật không có nói gì chuyện tội lỗi hết á. Ở trên phương diện gọi là tục đế, quý vị nhớ là Phật giáo giáo lý có hai phần, một là tục đế, hai là chân đế. Tục đế tiếng Anh dịch là relative truth, chân đế tiếng Anh dịch là absolute truth. Ở trên phương diện gọi là tục đế, người ăn chay nửa ngày mình còn chấp nhận được mà, huống chi là ăn chay bù. Biết bù là đỡ rồi, có nhiều người quỵt luôn không trả.
Cho nên ở phương diện mà gọi là thực tế là lỡ bữa nay có party, có tiệc mà ăn mặn xong ngày mai ăn bù là có thiện chí tu hành. Nhìn phương diện đó là chấp nhận được. Có những người nói thôi lỡ rồi, mai 16 mà ăn cái gì, quịch luôn. Bây giờ quý vị soi người quịch với người bù nào hơn. À, người bù hơn thì thôi, tục đế là nhận được hết. Anh tu kiểu nào cũng được hết á, đỡ hơn anh không tu ngày nào. Ví dụ như giờ sáng đó là sáng mùng 1, mình quên coi lịch, tháng ăn chay 2 ngày rằm mùng 1 mà mình quên. Thấy mấy đứa nhỏ nó làm thức ăn mặn ăn sáng ngon quá, cái mình ăn với nó, ăn xong cái lát đi ngang cũng lịch chết cha. Bữa nay mùng 1, khi mà mình tỉnh thức lại ngay bữa đó là trở về chay liền. Mới con sáng mà con đang đây, thôi lỡ rồi ăn luôn. Thì cái này là không có thiện chí. Cho nên là thí dụ người ta thiếu nợ mình mà ta nói cho tôi thất lại tháng sau tôi có tiền tôi trả, thì vẫn còn tốt hơn là nói ngang, nói giờ tôi cũng trả làm gì tôi. Thì nói giữa bù với quỳnh thì thôi bù khá hơn. Cho nên thưa đại chúng là mình tu hành đó, là mình có cái tuệ giác á, và mình biết phương tiện và đưa cánh tay tới với cái tất cả chúng sanh đó. Thể mà chúng sanh nào mà khá thì mình đi bộ, chạy bộ với họ. Ai mà bình thường thì mình đi bộ, mà người ta yếu thì mình phải dìu dắt nâng đỡ. Đã về nương tựa tăng, con đang được tăng thân soi sáng dìu dắt và nâng đỡ trên con đường tu tập. Hồi nãy không biết quý vị có đọc câu đó mà trưa nay. Bởi vì chúng ta là một cộng đồng một chúng sanh mà, thì chúng sanh có nhiều cái thành phần. Cho có những người mình chạy bộ, có những người mình đi bộ, và có những người mình phải đưa tay mình dìu dắt và nâng đỡ. Không sao hết, miễn là có thiện chí tu hành. Người đi lạc mà mình còn dắt ra được chứ huống chi là cái ăn. Ăn chay đúng ngày và bù ngày không có nói lên chuyện thành Phật gì cả. Nhưng mà cái ngày ăn chay đó để giúp cho chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi và nhẹ nhàng ở thân thể, để chúng ta chuyển hóa sự tu tập. Nó đóng góp một phần nhỏ trong tu hành, chứ nó không phải là toàn vẹn với sự tu hành. Chứ ăn đúng ngày, ăn thiếu ngày sao cũng được đó. Miễn có lòng ăn là được. Người mà có tuệ như vậy đó là ánh sáng của trí tuệ để gìn giữ giới luật. Đó là pháp danh. Có những Phật tử pháp danh là tuệ quan giới. Mình có ánh sáng của trí tuệ rồi thì mình linh động trong sự hành trì giới luật. Như hồi trưa mới qua kể cho đại chúng nghe, thí dụ như cái căn bản giữ giới là bốn phần: khai, giá, trì, phạt. Có những lúc phải khai mở, có những lúc ngăn che, gìn giữ, nếu không là phạt. Trí tuệ của người, ánh sáng trí tuệ để chúng ta tu tập giới pháp gọi là tuệ quan giới. Có những câu hỏi nó lập là: con đi thọ bát quan trai nhưng không biết bát quan trai là gì, xin thầy giải thích cho con liễu tri. Cái này đi tới chùa nào tổ chức bát quan trai mình thường đi đó, hỏi. Tại vì nơi nào tổ chức bát quan trai thì phải có bổn phận giải thích bát quan trai là gì cho mình hiểu. Nhưng mà thật sự có thể đã giải thích, nhưng mà lúc ta giải thích mình không có đó để mình nghe. Bát quan trai là một cái pháp tu thọ duy trì 8 cái giới của người xuất gia, thay vì 10 giới, nhưng mà 10 giới này gom gọn lại 8 giới. Bát là 8,
quan là cửa, trai là trai giới. Tám cánh cửa trai giới để làm cho chúng ta thanh tịnh trong một ngày. Vì bát quan trai này nguyên tắc là thọ chỉ có 24 tiếng, vì đây là tám giới của người xuất gia, thay vì 10 giới mà gom gọn là còn 8. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không son phấn, không đờn ca và không ăn ngoài giờ quy định. Hay là gom lại là không nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa cố đi xem nghe. Giới thứ 7, thứ 8 gom lại một. Và trong đó không có gọi nói cái giới là không giữ gìn, không giữ tiền bạc. Vì mình chỉ có 24 tiếng thôi. Và giữ cái giới này 24 giờ sau là mình xả. Thì cái giới này là giới của người xuất gia và bất cứ ai cũng có thể thọ, chứ không phải là Phật tử có quy y mới được thọ. Người chưa quy y gì hết, chưa có pháp danh gì hết vẫn đi tu bát quan trai được. Và tại sao phải thọ cái này? Bởi vì chúng ta thường dùng 6 căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, phóng, phan, duyên theo trần cảnh. Cho nên bây giờ xài dụng 8 cái giới này để điều phục mình. Giống như anh bát giới đó. Anh bát giới là anh thọ này nè. Anh thọ cái này để mà điều phục ngũ dục của anh đó. Ham ăn, ham ngủ, ham tiền, ham sắc đẹp, ham danh vọng. Kính thưa Thầy, con mong ước khi con mất, con xin được Thầy khai thị. Xin Thầy nhận lời con hay không? Xin Thầy cho con biết. Cần chi phải đợi tới lúc đó khai thị? Muốn thì bạn khai thị bây giờ. Tại vì khai là mở, thị là chỉ. Khai và mở mà lúc đó biết chắc là mình còn tỉnh để nghe tôi chỉ không? Cho nên lúc sống là phải nhận lời khai thị, chứ đừng đợi tới chết. Đừng lầm là khai thị chỉ để lúc chết. Mình phải thật sự được khai thị trong khi còn sống. Bởi vì mình được khai thị như vậy đó, rồi mình hiểu, rồi mình lo mình tu ngay bây giờ nè, nó mới có ăn. Còn lúc đó mà đợi khai thị là mờ mờ thôi, biết tỉnh đâu có tỉnh đâu. Giống như ông cụ kia, ông sắp chết vậy. Rồi cái mời quý thầy vô khai xong rồi, cụ chịu quy chưa? Ông nói giờ làm gì cũng được. Bởi vì lúc sắp ông cụ quy. Bây giờ thật sự mà bắt tôi quy thì tôi cũng quy, chứ tôi nằm đây tôi làm được gì nữa. Tôi hỏi cụ chịu quy chưa? Nói làm gì cũng được. Rồi thỉnh thầy vô quy y. Cụ ơi, cụ tỉnh dậy cụ. Quy Phật được không? Được. Rồi xong cái tới truyền giới. Giới thứ nhất không sát sanh, cụ làm được không? Ráng. Tới hồi qua cái giới thứ ba. Giới thứ ba không dâm dục được không? Trời ơi, giờ này còn làm gì nổi đó. Lúc này thị cái gì cũng phải chịu hết à. Cho nên khai thị không phải đợi chết. Đừng lầm, quý vị đừng lầm là đợi khai thị lúc chết nha. Cái trường hợp khai thị lúc chết là nếu mình đủ duyên. Đủ duyên mà lúc đó mình được cái duyên, mình được khai thị lần cuối. Hay là cái người đó người chết chưa bao giờ được khai thị, thì người ta mời đến để khai thị. Nhưng mà thật sự nhiều lúc chỉ khai thị lấy cái lễ đó thôi. Nhưng mà mình họ tiếp nhận bao nhiêu là mình hoàn toàn. Cho nên khi chúng ta còn sống đây nè, chúng ta cần phải được khai thị gấp. As soon as possible. Thì bây giờ mình phải học kinh, mình nghe pháp là mình đang khai thị cái gì đó.
Đây nè, quý vị hỏi một đống câu hỏi này là nãy giờ em thị nè, rồi em khai nè, mà em khai gần 1000 buổi rồi mà câu hỏi nó vẫn trùng. Như vậy nghĩa là mình đã từng được khai và sau đó mình đóng. Cho nên mình là tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa. Cho nên nhớ là không phải đợi chết mới khai thị. Chúng ta phải khai thị trong từng giây phút, mà thậm chí tự mình khai thị cho chính mình. Thí dụ bây giờ mình lỡ mình sân quá đi, rồi mình chạy vô trong nhà vệ sinh, mình nhìn liền vô mặt tù 30 năm rồi mà còn sân ha. Mà gặp ai cũng biểu đừng sân, đừng sân. Nhưng mà thưa lại chúng là mình phải thật sự ra mỗi ngày mình nghe pháp là một hình thức khai thị đó. Mỗi ngày mình tụng kinh là một hình thức khai thị đó, chứ không phải là ai đó lợi khai thị cho mình. Cho nên là khi mình lại Phật cũng là khai thị, khi mình tụng kinh là khai thị, khi mình nghe pháp là khai thị, khi mình đặt câu hỏi là mình muốn khai thị. Mình không hiểu chỗ đó, mình đưa câu hỏi lên nhờ thầy khai mở cho mình và chỉ dẫn cho mình là khai thị cái gì đó. Cho nên đợi chi chết mà chắc gì chết mà mình hiểu hết lời thầy nói. Thôi thì Pháp Hòa cũng giữ số phone đây, có số phone đàng hoàng. Giống như có cái cô đó của lời của hỏi Pháp Hòa chứ thầy, thầy bộ thầy định tu thiệt hả thầy? Ở đâu cổ gì thì mình nói dạ, rồi tu luôn hả? Dạ, thôi cổ cũng đi. Đi đâu chừng 2 tiếng đồng hồ sau cái cổ nhét tờ giấy của nhét vô tay của nó. Số phone con nè, khi nào thầy đổi ý thì kêu con. Cổ đang khai thị cho mình đó. Cổ khai là cổ mở gì, cổ mở đường cho mình đi. Và cổ thị cho mình biết là this is my phone. Cho nên cổ khai thị cho mình đó. Không phải nhớ cái năm đó là khoảng 20 tuổi rồi, thì đi qua bên thăm sư ông làng Mai á, thì lúc đó mấy em gái trẻ trẻ lúc nào nó cũng muốn nói chuyện. Cái mấy sư cô vô mét, trời ơi sư ông ơi, chú Pháp Hòa mấy cô cứ buông suốt ngày đêm. Sư ông nói không sao đâu con, chích ngừa. Pháp Hòa nhớ lúc đó thì cái chùa Trúc Lâm bị đuổi vì không đủ chỗ sinh hoạt rồi không có học pháp, thì chính phủ mới city mới gửi giấy xuống là kỳ hạn cho mình 3 tháng phải dọn đi. Thầy trò đi kiếm chỗ quá chừng, cái cuối cùng kiếm được cái mo, cái ho ở một con đường, mà con đường nó phức tạp lắm. Thì thầy viện chủ không chịu mua cái chỗ đó, thì thầy nói chỗ này nó phức tạp lắm. Cái Pháp Hòa mới nói đâu có sao thầy, mình mua để mình độ nó. Thầy nói thầy chỉ sợ là chưa độ được nó mà nó độ con rồi. Cho nên thầy dứt khoát thầy không mua cái chỗ đó. Kính bạch thầy, con thích nghe thầy thuyết pháp, lúc con nghe pháp con niệm Phật có được không? Xin thầy giải thích cho con biết. Thôi thì muốn niệm niệm đi chứ hỏi làm chi. Bây giờ mình có 3 cái niệm: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Bây giờ trong khi mình nghe pháp mình dừng niệm Phật cũng không lỗi, tại vì trong lúc mình nghe pháp là mình niệm pháp, thì mình không niệm Phật. Và chẳng những mình niệm vị thầy mà đang giảng cho mình nghe, gọi là niệm tăng. Thì bây giờ niệm Phật, niệm pháp, niệm pháp và niệm tăng thì tương đồng với niệm Phật. Mà nếu như mình không ứng dụng nó đúng, mà trong khi mình đang nghe pháp và niệm Phật, thì có thể mình chỉ nghe mà mình không hiểu, tại vì mình đang bận cái này. Cho nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là tiếng chim reo, tiếng suối chảy, mình cũng có thể niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm nào cũng được, nhưng mà mình biết lúc nào mình niệm cái nào. Trong khi nghe pháp thì nghe pháp cho rõ, gọi là niệm pháp.
và hướng về vị nói cho mình nghe, gọi là niệm tăng. Trong ba thai gì mình chỉ ngồi mình niệm Phật mà mình quên Pháp quên Tăng, mà hiện thực là chúng ta đang ngồi nghe Pháp. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên là nếu bác có dừng hay cô có dừng niệm Phật, Phật cũng không buồn đâu. Tại vì Phật biết mình đang niệm Pháp, niệm Tăng. Không có gì. Mà bây giờ nếu mà bây giờ cô vẫn một mực ngồi nghe Pháp mà cô niệm Phật được mà cô vẫn nghe Pháp được là cô niệm siêu rồi. Super rồi. Tốt thôi. Nghe Pháp mà vẫn giữ được tâm, cái tâm niệm mình niệm Phật. Gọi là, nhưng mà tại vì mình cứ nghĩ là mình phải lâm râm mình mới gọi là niệm. Thật sự khi tâm trong sáng ngồi tiếp nhận Pháp tương đồng với niệm Phật thì nên được, không sao hết. Nếu cô niệm mà không có gì trở ngại cho chuyện ngồi nghe Pháp của cô vẫn nghe Pháp một cách rõ ràng thì tốt hơn. Cho quý vị nhớ là trong kinh Địa Tạng nói, một người nào mà sắp rơi vào địa ngục, niệm một danh hiệu của Phật, tụng một câu kinh, hay là niệm một danh hiệu của một vị Bồ Tát, thì người đó liền thoát địa ngục. Niệm Phật tức là mình niệm Phật đó, niệm Pháp là mình đọc kinh, niệm Tăng là mình niệm Bồ Tát. Cho nên lúc nào mình cũng tâm niệm ba niệm đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhưng mà có những lúc không cần niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà niệm vô thường. Tại vì trong lúc mình đang bị khổ đau, chấp trước, giận hờn thì phải niệm vô thường. Vì lúc đó niệm vô thường để lấy cái vô thường là đối tượng quán chuyển cái giận hờn của mình. Này, sống nay chết mai nha, ở đâu mà lo giận hoài đi. Niệm vô thường lúc đó rất cần để giúp cho mình giải đi cái đau khổ chấp trước phiền giận. Rồi bây giờ mình muốn ăn thua đủ, mình nói cho nó ra lẽ, lúc đó phải niệm hư tức, nghĩa là thôi đi, thôi đi. Mình mà thêm quán thì chỉ quán nó tương ba ưng, nó báo quán với nhau chứ được gì đâu. Cho nên đừng có lo, mình có tới 10 niệm rồi. Chứ không phải chỉ niệm Phật. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là 3 rồi phải không? Niệm giới là 4, niệm thí là 5, niệm thiên là 6, niệm hư tức là 7, niệm vô thường là 8, niệm hơi thở là 9 và niệm chết là 10. Nếu lúc nào cần quán về cái chết để xả bỏ đi cái tham đắm dục nhiễm của mình thì lúc niệm chết đó vẫn tương đồng với niệm Phật. Bởi vì lúc đó đối tượng khổ đau của mình là đang dính vào cái này thì mình phải khởi một cái niệm nào đó để giúp cho mình chuyển cái này. Mà niệm như vậy cũng gọi là khai thị. Thôi hết giờ. Còn nhiều câu hỏi lắm mà bây giờ hết giờ rồi. Trời đất, sắp sửa dẹp tự nhiên có một câu này hiện ra: thầy làm gì mà da mặt thầy đẹp? Và căng trẻ như em bé vậy. Cái này là độc ảnh rồi nha. Cái này độc ảnh mà đem em bé ra so sánh là gì đới chất rồi nha. Nhưng mà nhìn gần rồi mới thấy được tánh rồi nha. Nhìn kỹ giống Thành được, nhìn ngang giống Thanh Sang. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa thì nói như vậy là để cho đại chúng, Pháp Hòa chọc như vậy là để đại chúng nhận ra ở xa mình thấy khác và mình đem cái khác mình so. Ví dụ như làm gì mà căng trẻ như em bé, không, em đâu phải em bé, nhưng mà lấy cái em bé ra để đối chất, đối lấy cái đó ra đi ví dụ. Nhưng mà mình không nói được cái trẻ đó, nhưng mà thật tánh của nó là già. Nhưng mà tại mình ngồi xa mình không thấy, và mình chỉ đọc cảnh thôi. Mình hiểu được những cái đó rồi, khi cái gì nó hiện khởi mình gọi đúng tên nó hết. Và chừng đó cái tâm mình nó dần nó tịnh, nó lắng xuống. Và mình tu á, là để mình có cái biết đó. Biết để làm gì?
biết để mình sống an. Cho nên người ta nói khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là xong. Nhưng mà cái biết đó chúng ta hằng có, nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ sử dụng nó một chiều thôi, là biết cái negative và không biết cái positive. Đời là khổ là biết rồi đó, nhưng mà bên cạnh cái khổ đời cũng có vui. Tại vì nhờ có vui mới tu, và nhờ có khổ để tu, tu để có niềm vui, vui trong cái khổ. Cho nên nếu mà mình không bao giờ mình ăn muối thì không bao giờ biết đường nó ngon. Cho nên có ăn muối mới biết muối mặn, có ăn đường biết đường ngọt. Nhưng mà không thể nói là cái nào hơn, bởi vì muối cũng cần mà đường cũng cần. Không thể nói cái nào hơn, cái nào kém được. Sự tu tập của chúng ta là ở chỗ đó. Thôi xin cảm ơn đại chúng. Tối qua cũng xin sám hối đại chúng là vì câu hỏi rất là nhiều, nhưng mà Pháp Hòa rất là hoan hỷ và rất là tri ân đại chúng khi mà kêu gọi đại chúng giờ vấn đáp, và đại chúng đã hết lòng viết ra câu hỏi, thì Pháp Hòa sẽ giữ những câu hỏi này. Những câu hỏi nào chưa trả lời thì một lúc nào đó đầy đủ duyên trong những buổi nói chuyện khác, Pháp Hòa sẽ dùng những câu hỏi này để giải đáp cho đại chúng. Cho nên không giải đáp hôm nay, nhưng mà ở một dịp khác quý vị, Pháp Hòa sẽ giải đáp quý vị trong cái khả năng hiểu biết của mình. Và dĩ nhiên cho dù những câu hỏi Pháp Hòa giải đáp hôm nay cũng không chắc là quý vị sẽ hài lòng hay là đã đúng. Thì nếu quý vị tạm nhận như là một cái lối dẫn để mình có một cái hé để mình đi thì cũng tốt rồi. Nhiều khi nó chỉ là một diêm quẹt lóe lên để quý vị thấy được cái bật đèn quý vị bật lên, thì Pháp Hòa cũng mãn nguyện. Những gì Pháp Hòa nói mà nếu nó hé một chút cho quý vị thấy thì Pháp Hòa cũng vui, vì mình là một con ếch ngồi dưới đáy giếng. Trời thì rất là cao và đẹp và rộng, con ếch ngồi dưới đáy giếng nó thấy trời được bao nhiêu, nhưng mà nó có thấy, nó thấy bằng cái lõm giếng đó, thì nó nói theo cái lõm đó thôi. Thì quý vị cũng thông cảm nếu Pháp Hòa giải thích chưa đúng, nhưng mà nếu Pháp Hòa có hé được chút nào thì cũng là vui rồi. Còn nếu không được nữa thì mong đại chúng quan hệ mình sẽ cầu. Thầy quá tuyệt vời. Xin một lần nữa chúng con xin được tri ân Hòa Thượng Viện Chủ cũng như tất cả chư Tăng ở đây đã tạo duyên cho chúng con thật là một ngày trọn vẹn. Từ sáng tới tối mà chúng con được tắm mình trong cái tình yêu thương đồng đạo Pháp Lữ, và chúng con được tắm mình trong giáo pháp với nhau. Và Pháp Hòa luôn luôn tri ân đại chúng là tại vì nhờ đại chúng chịu nghe, rồi Pháp Hòa mới có cơ hội được học hỏi và để nói lại cho đại chúng nghe. Thì mong rằng tất cả chúng ta cùng nâng đỡ nhau để tiến hóa trên, tu tiến trên con đường chuyển hóa của mình, đúng như cái lời chúng ta đã phát nguyện: về nương tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng, diệt hóa được muôn loài. Về nương Phật trong con, xin mò nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính, sớm mở lòng bồ đề. Nếu mình hé được một cái gì, mình thể nhận được cái chỗ đó thì mình đi trên con đường đó thì nhất định sẽ đúng. Khi mình thấy một cái bảng đường nói là còn 30 cây số nữa, tuy nó chưa tới nhưng nó cũng nói cho mình biết rằng mình on the right way. Mình cũng yên lòng để tiếp tục lộ trình đó, phải vậy không? Tuy mình chưa giác ngộ trọn vẹn, nhưng trên con đường tu tập mình đã có sự an lạc, nghĩa là mình đi đúng đường. Bản chỉ đường nói rằng thành phố đó còn bao nhiêu cây số nữa, dù chưa tới nhưng cho mình sự an tâm. Nhà Phật gọi cái đó là gì? Kiến tánh. Khi mình tới chỗ gọi là thành Phật. Xin đại chúng an vui và mong có duyên được gặp lại.
sau cùng xin đại diện cho tất cả quý Phật tử tham dự ngày tu hôm nay, cảm ơn ban trai soạn, ban tổ chức, đặc biệt là quý vị trong nhà bếp đã cực nhọc suốt ngày để lo cho đại chúng từng miếng ăn mà rất là trang trọng, rất là hết lòng. Và quý vị sẽ thấy rằng ở đâu có tu học thì ở đó cũng tổ chức rất chu đáo. Từ đó mình tin một điều là có tu là có ăn. Thôi đại chúng ăn vui và về ngủ ngon, mai đi làm hạnh phúc. Đại chúng cùng giữ tâm và hồi hướng.